Sự bận rộn, căng thẳng của cuộc sống khiến ta không còn thời gian quan tâm chăm sóc bản thân. Trạng thái căng thẳng quá lâu có thể gây hại cho sức khỏe, thể chất, tinh thần và cảm xúc, là nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh trầm cảm hoặc các bệnh gây rối loạn tâm trạng. Vì thế việc cần làm là phải cân bằng giữa công việc và chăm sóc bản thân. Thư giãn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Thư giãn giúp lưu lượng oxy trong máu tăng cao, mang lại nhiều năng lượng hơn, giúp chúng ta có một tâm trí bình tĩnh và minh mẫn hơn. Ngoài ra còn hỗ trợ suy nghĩ tích cực, tăng khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ và tính quyết đoán. Thư giãn còn giúp điều hòa nhịp tim, giảm huyết áp và giảm căng thẳng. Nó cũng hỗ trợ tiêu hóa vì chúng ta hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết hiệu quả hơn khi được thư giãn, giúp chống lại bệnh tật và nhiễm trùng trong. Hy vọng cả nhà sẽ cảm thấy được thư giãn khi xem video mà mình đã chia sẻ.